I like our style, nhiệt huyết trong mỗi người. This is my valet. Đây là một số live stream khá là đặc biệt, một số live stream mà được rất nhiều bạn thí sinh đã trông mong rồi, về một chủ đề dành cho team mỹ thuật kiến trúc, những bạn mà đang có mong muốn được xét tuyển vào 5 ngành của trường Đại học Văn Lang, đó là ngành kiến trúc, ngành thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang và thiết kế công nghiệp. Thì cách đây 30 phút thì fanpage trường đã đăng tải một bài viết thông báo cho các bạn về một số điều chỉnh thông tin mới của kỳ thi vẽ năm 2020 của trường Văn Lang. Và chắc là các bạn đã đọc những thông tin đó rồi. Thì mình có thắc mắc nào thì chúng ta comment vào trong livestream này, các thầy cô sẽ tư vấn và hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn nha. Và giờ chị xin giới thiệu cho các bạn là hai khách mời sẽ tham gia trong số livestream này rất là quen thuộc của các kỳ thi vẽ. Bên cạnh chị là thạc sĩ Võ Văn Tuấn, phó hiệu trưởng thường trực, và thạc sĩ họa sĩ Phan Quang Dũng, trưởng khoa mỹ thuật công nghiệp. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì về kỳ thi vẽ, về phương thức tuyển sinh, về những phương thức mới trong kỳ thi vẽ năm nay thì chúng ta cứ thoải mái, đừng ngần ngại đặt câu hỏi nha. Và thưa thầy Tuấn thì thầy có thể là đầu tiên thì thầy có thể giới thiệu cho các bạn là cụ thể về các cái điều chỉnh về phương thức của kỳ thi vẽ năm 2020 của trường mình ạ. Xin chào quý của nhà làm. Thì với chủ đề hôm nay là tập trung cho cái môn thi vẽ và một cái số thông tin khác mà chuẩn bị cho cái đề án tuyển sinh sắp tới. Thì liên quan đến môn thi vẽ thì năm nay trường Đại học Văn Lang chúng tôi có một số điều chỉnh nhỏ để phù hợp với cái thời gian căn cứ trên cái thi trung học phổ thông năm 2020 và một số cái kế hoạch khác có thay đổi theo cái tình hình chung của bộ. Thì ở đây năm này trường sẽ có 3 phương thức tổ chức thi vẽ. Phương thức thứ nhất đó là trường sẽ tổ chức thi các môn vẽ mà với các ngành như là MC Bích Phương chúng ta đã thông tin. Thì dự kiến sẽ thi vào ngày tháng 8. Thì trong cái thời sau cái thời gian các bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 thì chúng tôi sẽ tổ chức cái kỳ thi vẽ năng khiếu. Phương thức thứ hai là chúng tôi năm nay đó là cái phương thức cũng giữ nguyên mọi năm, đó chúng tôi sẽ căn cứ trên cái kết quả của các trường. Hiện nay là có 6 trường mà chúng tôi căn cứ kết quả. Thì trên đề án và thông tin ở trên website chúng tôi cũng đăng rất đầy đủ. Thì căn cứ kết quả của các trường đó, cụ thể như là Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc là Đại học Tôn Đức Thắng, để chúng tôi lấy kết quả đó, kết quả để xét tuyển. Và đặc biệt cái phương thức thứ ba là phương thức mới, nó phù hợp với nhu cầu và xu thế hiện nay. Đó là cái sáng tác một cái bài vẽ ở nhà, rồi sau đó chúng ta nộp cái bài vẽ đó nộp lại trong khoảng thời gian quy định. Rồi hội đồng tuyển sinh liên quan môn thi vẽ sẽ mời các bạn đến để phỏng vấn căn cứ trên cái kết quả, cái tác phẩm mà các bạn đã đăng ký và nộp về cho trường. Thì có 3 phương thức như vậy. Xin cảm ơn câu hỏi các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Vậy là như thầy chia sẻ thì là năm nay là mình có thêm một cái phương án mới cho các bạn thi vẽ. Đó là mình sẽ xét tuyển bài thi năng khiếu của thí sinh gửi về rồi sau đó sẽ kết hợp phỏng vấn. Dạ, vậy thì rất là nhiều bạn thắc mắc đó là cái phương thức này á, là sẽ diễn ra như thế nào, quy trình của các bạn như thế nào. Thì thầy Quang Dũng có thể giải thích thêm cho các bạn rõ hơn về phương thức mới này không ạ? Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh, tất cả các em học sinh và tất cả các bạn đã đang quan tâm đến hoạt động tuyển sinh của trường Văn Lang. Tôi có lẽ tôi chia sẻ thêm một chút về cái hoạt động mới của trường Văn Lang trong cái kỳ thi tuyển sinh tới. Ngoài cái hình thức như thầy Võ Văn Tuấn vừa nói, tức là chúng ta đã có xét điểm năng khiếu từ các cái trường khác. Chúng ta sẽ tổ chức, trường Văn Lang sẽ tổ chức thi trực tiếp tại trường. Thì năm nay trường có tổ chức
thi theo hình thức là online. Tất cả các thí sinh có thể là từ khắp mọi miền Tổ quốc, các em có thể vẽ theo cái yêu cầu quy định của trường, những thông tin theo quy định của trường và gửi các cái tập bài vẽ đó đến cho trường. Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và đánh giá. Sau khi nhận định về vấn đề năng khiếu thì sẽ lựa chọn những bạn nào có tố chất thì sẽ bước vào vòng 2, tức là lúc ấy thì sẽ gặp và phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh. Quá trình phỏng vấn thì các bạn có thể đem tất cả những hồ sơ, tất cả những cái gì mà bạn có thể là vẽ từ trước đến nay về năng khiếu để có thể trình bày với hội đồng và ghi nhận, hội đồng sẽ ghi nhận về cái hoạt động năng khiếu của bạn, cái tố chất của bạn, niềm đam mê của bạn và đánh giá dựa trên cái đấy thì sẽ ghi nhận. Và thành phần điểm thì có lẽ là nhà trường cũng sẽ công bố chính thức trên cái con đường của công văn. Thì hiện tại thì là cái vòng 1 thì các bạn là được 30%, còn vòng phỏng vấn các bạn lưu ý là hội đồng sẽ đánh giá là 70% giáo điểm. Và sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ xác định được cái số điểm mà các bạn có thể trúng tuyển hay không. Dạ, em cảm ơn thầy những thông tin này. Dạ, vậy thì còn về thời gian để mà các bạn thí sinh sẽ chọn các cái phương án riêng cho mình để thi vẽ thì các bạn sẽ đăng ký vào những thời gian nào, có khác nhau không? Và các bạn có thể đăng ký đồng thời nhiều phương án không thầy? Dạ, mời thầy Tuấn. Về cái thời gian liên quan đến cái kế hoạch của các môn thi vẽ thì chúng ta với có 3 thương thức như vậy thì chúng tôi cũng có các cái mốc thời gian cụ thể để các em thuận lợi cho các bạn thí sinh mà khi tham gia phỏng vấn hoặc cái tham gia thi tuyển cũng như là xét tuyển. Thì thứ nhất đối với phương thức là thi tuyển các môn năng khiếu mà trường Đại học Văn Lang tổ chức thì chúng tôi đã có thông báo là thời gian nộp hồ sơ để mà thi tuyển từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 6, cho nên chúng tôi đang nhận hồ sơ. Và cái thời gian mà tổ chức thi như tôi nói là dự kiến vào tháng 8 sau cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Phương thức thứ hai, đối với phương thức thứ hai về phương thức vào phòng nhận hồ sơ đối với các trường khác thì chúng tôi sẽ nhận cái kết quả điểm tối đa đến ngày 30 tháng 8 đối với các cái phương thức mà các bạn nộp kết quả về. Và riêng cái phương thức mà phỏng vấn và nộp cái bài sáng tác thì chúng tôi sẽ nhận hồ sơ từ ngày 8 tháng 6 đến 30 tháng 6. Đó, trong khoảng thời gian đó chúng tôi nhận. Và đến kết thúc 30 tháng 7 là trong khoảng thời gian đó sẽ nhận bài. Thì sau 30 tháng 7 chúng tôi sẽ có cái thời gian cụ thể để các bạn tham gia cái thời gian phỏng vấn như hội đồng mà đưa ra. Thì với cái ba thời gian, ba cái thời điểm như vậy thì các bạn nào đã đăng ký thi hoặc là phỏng vấn thì các bạn có thể chọn một trong ba hoặc chọn có thể cả ba để có nhiều lựa chọn. Và các bạn có thể thay đổi các cái phương thức nếu các bạn không có cái thời gian theo quy định như trên. Xin cảm ơn câu hỏi bạn. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Như vậy là các bạn thí sinh vẫn còn nguyên 1 tháng 6 để mình chọn cái phương án cho mình nếu mà muốn thi tại Văn Lang, đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ, ở đây em thấy có một câu hỏi của bạn Minh Thư. Bạn hỏi là em thắc mắc đó là về cái phương án là trường tổ chức là cho các bạn nộp bài về và phỏng vấn, thì như vậy làm sao có thể đảm bảo được tính công bằng đối với các bạn mà dự thi trực tiếp tại trường? Dạ, với thắc mắc này thì em xin mời thầy Dũng có thể giải đáp cho bạn ạ. Tôi rất vui với câu hỏi này. Vì thực ra thì trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi xin nói thêm một chút, chúng ta bàn luận một chút thế nào là năng khiếu. Cái từ ngôn ngữ chúng ta nói rất nhiều về cái gọi là từ năng khiếu, nhưng mà bây giờ để hiểu rõ về cái gọi là năng khiếu, cái một cách khái niệm nó như thế nào thì cũng có lẽ là rất nhiều người sẽ nói là đây là một cái tính đặc thù, một cái tố chất cơ bản của một người, nó có một cái bản năng góc cạnh riêng. Thế nhưng liệu năng khiếu nó có đong đếm được không, nó có định lượng và định tính được không? Đó là một cái câu hỏi mà chúng ta đưa ra bàn về một chút về cái năng khiếu. Thế thì rõ ràng là các vị phụ huynh cũng chỉ biết là con tôi nó thích vẽ thôi, chứ cũng có định hình được là nó cái năng khiếu nó đến đâu không, không có. Và bản thân tức là chúng ta cũng vậy. Tất cả những các cái hoạt động mà khi chúng ta đã nói đến vấn đề năng khiếu, nó chỉ là một cái khái niệm đầu tiên cho một cái ngành nghề.
Và cũng không thể nói là định hình ngay rằng là tôi em này năng khiếu tốt tức là sau này sẽ giỏi hơn em khác, hoàn toàn không. Vì năng khiếu nó chỉ là sự khởi đầu, năng khiếu nó không chứng tỏ được sự thành công. Năng khiếu nó chỉ là sự khởi đầu, còn quá trình thì là nó còn phải cộng thêm cái quá trình là chúng ta phải làm việc, chúng ta phải học và chúng ta phải rèn luyện thì nó mới đạt được một cái hiệu quả cùng với lại cái năng khiếu mà tố chất vươn lên. Do vậy để thấy được một chút cái năng khiếu đó thì chúng ta mới thấy rõ. Do vậy cho nên bây giờ có các bạn, tôi biết là có một số bạn sẽ phân vân. Vậy thì ở một số trường nước ngoài người ta bỏ cái năng khiếu, hoặc là có một trường khác ở trong nước, bây giờ nhiều trường khác cũng bỏ năng khiếu. Vậy câu hỏi đặt ra thì cái năng khiếu này nó sẽ như thế nào? Các bạn có bao giờ hỏi được câu hỏi đó không? Thì tôi xin trả lời với các bạn như thế này. Ngay từ thời Pháp thuộc, khi mà trường mỹ thuật Đông Dương ra đời và đến cả đến giờ phút này ở các nước nghệ thuật mà đặt cao vấn đề nghệ thuật ở châu Âu là người ta vẫn đưa vấn đề năng khiếu, và chính năng khiếu nó đưa đến cái tính chất nghề nghiệp. Do vậy nếu ở một trường nào, theo quan điểm riêng cá nhân của tôi là nếu một trường nào mà không đánh giá về phần năng khiếu thì các em không nên học. Bởi vì học rõ ràng là người ta không đặt nặng về vấn đề năng khiếu. Không đặt nặng về vấn đề năng khiếu nữa thì rõ ràng là trong quá trình học nó chỉ còn thuần túy về hệ thống kỹ thuật thôi. Còn nếu như học về vấn đề năng khiếu thì tức là chúng ta học về thẩm mỹ, học về sáng tạo, tức là chúng ta cần đến cái ngôn ngữ của năng khiếu. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là các em phải cân nhắc và lựa chọn. Chúng ta không đánh rơi cái năng khiếu. Còn đối với nị ở nước ngoài, có một số trường người ta không đặt đến năng khiếu là vì thế này. Cũng có một cái lý do tôi nói thêm. Có thể có nhiều bạn phân vân thì tôi nói thêm một cái này, như thế này. Tức là bản thân cái hệ thống, cái hệ thống giáo dục từ phổ thông trung học đến lên một cái nền tảng đại học là ở đất nước người ta đã có một cái nền tảng khá tốt. Thứ hai là đấy nó chỉ là một phần thôi, còn cái phần chính là khi học đại học thì sinh viên, tất cả các bạn có quyền yêu thích lựa chọn cái gì về nghề nghiệp mình thì các bạn đó sẽ lựa chọn và các bạn sẽ học cái ngành nghề đó. Chứ không có một cái hình thức là học cho bố mẹ hay là học cho một cái gì nó khác, mà thực sự cái văn hóa của người ta là người ta muốn học một cái gì đó chính bản thân và người ta làm chính cái đó bằng cái cuộc sống, cuộc đời của người ta. Do vậy cũng có một số cái quá trình các bạn học thì cái mô hình học bên đó nó đăng ký tín chỉ. Do vậy cho nên người ta, các học sinh có thể là lựa chọn theo cái phương pháp đó, cách thức đó, hình thức giáo dục đó được. Thế còn cái mà về cái năng khiếu này thì tôi trở lại cái năng khiếu này, bạn hỏi có công bằng hay không, thì xin thưa với các bạn là đây là mô hình không mới, ở nước ngoài cũng đã từng làm rồi. Nhưng tại sao thực hiện, tôi nghĩ rằng là trong tương lai ở Việt Nam sẽ phát triển theo cái mô hình như vậy. Thứ nhất là nó đến được tất cả các nơi, vùng sâu vùng xa, những bạn yêu nghề đều có khả năng để tham gia được. Không có điều kiện đi lại, các bạn đều có thể khả năng. Và các bạn dựa trên cái cảm nhận của các bạn, cái năng khiếu cá nhân của các bạn để các bạn đến với những nơi mà các bạn yêu thích. Thì đấy là một cái cơ hội. Còn đối với hội đồng ấy, thì chúng tôi có những cái phương pháp đánh giá. Các bạn đừng tưởng dễ nhá, không dễ một tí nào đâu. Tôi chỉ xin bật mí một chút xíu thôi. Tất nhiên chúng tôi đưa ra một cái đề bài. Vẽ, bạn vẽ tĩnh vật ở tại nhà, bạn muốn vẽ kiểu gì đấy là bạn, nhưng cái ý thức của bạn là phải biết, là người biết vẽ, bạn phải biết về bố cục, bạn phải biết về mảng khối, bạn phải biết thế nào là trang trí. Nếu bạn đã yêu nghề thì bạn phải cập nhật theo cái hệ thống như vậy. Thế bây giờ cứ cho là bạn nhờ một người khác vẽ đi, nhưng mà khi chúng tôi phỏng vấn thì chúng tôi chỉ có hỏi độ vài cái là chúng tôi biết ngay. Và thậm chí chúng tôi có những cái phương pháp. Thí dụ chúng tôi để một cái tĩnh vật nhỏ, bảo bạn vẽ nhanh, ký nhanh, thì nhìn tay bạn vẽ một cái là chúng tôi biết ngay. Năng khiếu nó lòi ra ngay, không thể nào mà giấu được. Cho nên
tính công bằng, bạn yên tâm một điều là rất công bằng. Cả ba phương thức chúng tôi đã cân nhắc những chuyện đó rồi. Và ở đây ấy, thì có một cái đặc điểm mà tôi muốn nói ở Văn Lang khác. Ở Văn Lang có một đặc điểm rất khác. Các bạn hãy, nếu yêu thích nghề thì hãy cứ mạnh dạn đến đi. Đừng nghĩ rằng là mình phải vẽ thật tốt. Bởi vì cái quan niệm vừa rồi tôi nói chuyện với các bạn về năng khiếu. Năng khiếu chỉ là sự khởi đầu. Nó chỉ là một cái để cho ban đầu người ta nhìn nhận, thấy là cái tố chất của một người làm nghề, chứ chưa khẳng định là người ấy thành công trong nghề. Do vậy, quá trình phỏng vấn chúng tôi sẽ thấy được niềm đam mê của các bạn, thấy được cái bản lĩnh của các bạn cũng như cái khả năng của các bạn, thì chúng tôi sẽ đánh giá dựa trên những cái đấy. Chúng tôi sẽ ghi nhận lại. Và thực sự các bạn muốn thành công thì các bạn phải nỗ lực ở trong tất cả các cái phương diện là như vậy. Cho nên nếu như tức là ý tôi nói là các bạn đừng lo khi thi tuyển vào thì các bạn nghĩ rằng là năng khiếu của người này cao hơn, năng khiếu của người kia cao hơn, nhưng hoàn toàn trong đào tạo thì không phải. Có những bạn lúc đầu vào nó chỉ một chút thôi, chỉ gợi cảm được một chút cái năng khiếu mà mình mới bắt đầu thôi, nhưng quá trình học bạn ấy bứt phá lên rất là tuyệt vời. Thì cái đó là cái tố chất của con người. Đấy mới thực sự là bản chất về năng khiếu. Do vậy cho nên tôi cũng động viên các bạn ở Văn Lang luôn luôn đón chào các bạn tất cả những cái đó. Và hãy mạnh dạn. Dạ, cảm ơn thầy. Có lẽ là cái phương thức này á, nó mới mẻ quá cho nên là các bạn vẫn còn đang cân nhắc rất nhiều. Ở đây các câu hỏi trên livestream em thấy các bạn hỏi nhiều về thi trực tiếp tại trường mình hơn. Dạ, thì ở đây một số câu hỏi đa số là hỏi về thời gian đó thầy. Như bạn Đan Thanh bạn hỏi là đợt một thi năng khiếu thì đã xác định ngày cụ thể chưa ạ? Hay là các bạn, một bạn khác hỏi là việc thi thì Văn Lang còn đợt 1, đợt 2 thi không hay là bây giờ gộp chung lại thành một đợt? Cái thứ ba nữa là bây giờ là bạn đã đăng ký là thi năng khiếu đợt 2 rồi, bây giờ lại muốn tham gia thêm năng khiếu kiểu mới nữa, bạn gọi là năng khiếu kiểu mới. Thì mình có phải thi cả hai luôn không? Hay là các bạn có thể chuyển bằng cách nào? Dạ, rồi bây giờ trường đổi dự kiến là dời lại cái lịch thi trực tiếp tại trường, thì các bạn có cần làm gì để sửa hồ sơ hay là trường tự update cho các bạn? Dạ, em mời thầy ạ. Đi vào chi tiết thêm một số cái thông tin liên quan đến cái câu hỏi của bạn về cái thời gian, thì tôi cũng có cái ý cái chỗ hồi nãy thầy Quân Dũng mà tập trung để làm sao phân tích và đi sâu vào cái câu chuyện mà các bạn cho rằng á là có công bằng hay không. Ngay từ đầu tôi làm việc với thầy Quân Dũng, trưởng khoa đưa ra cái phương án và phương thức thi này, thì tôi cũng đặt cái vấn đề như các bạn. Vì các bạn vẽ ở nhà rồi đem tới nộp. Tuy nhiên ở đây thầy Quân Dũng có nói khó lắm không phải dễ đâu. Rồi sau đó thầy Quân Dũng nói các bạn cứ yên tâm. Thì các bạn thấy có cái sự mâu thuẫn gì ở đây? Thực chất không có. Có nghĩa rằng nếu đây là cái năng lực thực sự của bạn thì các bạn yên tâm. Còn nếu không phải năng lực của bạn thì khó mà qua mặt lắm. Đúng không thầy Quân Dũng? Cái ý cái chỗ đó. Do đó vì sao với cái phương thức này có cái phỏng vấn là vậy? Đó là với nhà nghề của những người giảng dạy, những người thầy và những người làm việc nghệ thuật như vậy thì các bạn chỉ nhìn cái nét vẽ của bạn là có thể đánh giá được đây là bài của bạn hay là các bạn nhờ vẽ. Do đó có thêm một cái chi tiết đối với cái phương thức này là phỏng vấn. Thì các bạn lưu ý như vậy, chứ không phải các bạn nộp bài không thôi. Nộp bài để chấm bài, sau đó mời các bạn đến phỏng vấn. Thì cái cách phỏng vấn đó để mục đích xác định đó có phải việc bài đó của các bạn của bạn hay là bài đó các bạn nhờ. Nên ở đây tôi muốn nói câu chuyện để các bạn rằng yên tâm và cảm nhận rằng cái sự đánh giá này là công bằng. Hơn thua không phải vấn đề gì, điểm cao điểm thấp cũng không phải là vấn đề quan trọng, nhưng vấn đề ở chỗ là công bằng. Thì cái mà chúng tôi quan tâm trong vấn đề thi tuyển của Đại học Văn Lang lâu nay thì chúng tôi quan tâm vấn đề thứ nhất là cái công bằng. Thì trở lại cái nội dung câu hỏi của các bạn, thì thứ nhất thì tôi cũng đi một số cái chi tiết. Thì hiện nay trường Đại học Văn Lang thì tôi xác định lại là chúng tôi chỉ có một thời gian, tức là chỉ có một đợt thi trực tiếp tại trường, đó là vào thời điểm dự kiến vào tháng 8. Và tôi có dự kiến là khoảng sau cái ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020
Tôi nhắc lại như vậy, chỉ có một đợt thi. Cái thứ hai nữa, nếu các bạn mà lỡ đăng ký cái đợt này, đăng ký cái phương thức này, thì các bạn có thể là chọn phương khác đổi. Thì thời gian chúng tôi cũng cho trên hệ thống để các bạn điều chỉnh lại. Và các bạn cũng có ý hỏi là có thể chọn nhiều phương thức được không? Thì cái này là tùy lựa chọn các bạn. Các bạn có thể là vừa thi trực tiếp, vừa là gửi kết quả các trường khác, hoặc là vừa các bạn phỏng vấn, sáng tác phỏng vấn, thì phương thức nào cũng được hết. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì nếu vào trường Văn Lang theo cái hai phương thức thì các bạn chỉ chọn, nên chọn một trong hai. Có thể làm bài rồi gửi về phỏng vấn, để thứ nhất là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, và cũng tập trung cho một cái phương thức nào nó được tốt hơn. Còn việc điều chỉnh hồ sơ thì nếu các bạn đăng ký trực tiếp thì lần một cái lần hai gì chúng tôi sẽ tự động điều chỉnh và cập nhật hồ sơ các bạn, đưa vào một lần vào trong cái đợt tháng 8. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, em cảm ơn thầy. Như vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm về những cái hồ sơ mà mình đã đăng ký, trường sẽ chuyển hồ sơ các bạn về đúng cái đợt thi mà trường sẽ tổ chức và sẽ thông báo cho các bạn cụ thể, hướng dẫn cho mình về thời gian nha. Ôi, ở đây em thấy các bạn bắt đầu hỏi rất là nhiều về cái phương thức mới rồi ạ. Và các bạn hỏi cũng dễ thương lắm thầy. Ở đây là bạn Duy Tô và bạn Trần Thành hỏi chung một câu hỏi mà em thấy khá là hay, đó là em là những bạn mà không giỏi lắm về vẽ và em mới học vẽ không bao lâu. Thì em thấy là phương thức mới của Văn Lang rất phù hợp với những đối tượng như của em, bởi vì em sợ em không cạnh tranh được với các bạn học vẽ lâu rồi. Như hồi nãy thầy nói, kỳ thi vẽ chỉ là khởi đầu, nhưng mà em hơi sợ một điều, đó là nếu mình lọt qua được vào kỳ thi này rồi bằng cách phỏng vấn, thì đến lúc vào trong học rồi ngành thiết kế đồ họa thì có phải vẽ nhiều không? Lúc đó thì cái năng lực của em có đủ để mà theo được ngành này không? Dạ, rồi có các bạn khác là thắc mắc là cái bài thi mà các bạn nộp về trường á, thì có phân theo là vẽ hình họa, vẽ mỹ thuật, vẽ trang trí màu như là các bạn thi trực tiếp tại trường không? Và thầy có thể gợi ý cho các bạn một chút là về cái dạng đề thi. Dạ, em mời thầy ạ. Nói tiếp cái câu chuyện vẽ thi vẽ theo hình thức mới, thì trước tiên thì tôi cũng chỉ nói thêm một chút. Lý do tại sao trường Văn Lang lại thêm một hình thức thứ ba? Tại vì nếu mà thêm một hình thức thứ ba liệu có phức tạp quá không? Và chúng tôi tại sao chúng tôi lại quyết định lựa chọn cái đấy? Ở đây thì là khi chúng tôi quyết định lựa chọn cái phương án thứ ba, tức là tạo cho các em một cơ hội, những bạn ở những nơi vùng sâu, vùng xa, những bạn không có điều kiện có thể đi lại được, cái hoàn cảnh không thể đi lại được hoặc vướng một cái sự gì đó, thì các bạn có thể lựa chọn những cái phương án. Tức là ở đây chúng tôi muốn rằng là cái niềm khao khát, cái ước vọng của các em về nghề, về chuyên môn, là có thể các em có những cái đạt được cái mục tiêu của mình. Chúng tôi tạo cho nó một cái cơ hội để cho các bạn đến. Thế cũng như vừa rồi bạn nói là em vẽ, mới tập vẽ, có một chút năng khiếu, sợ cạnh tranh với các bạn, lại trực tiếp vẽ lại không bằng, thì tôi cũng xin nói với các em này, cái đấy là cái tâm trạng của những người mà yêu thích nghề vẽ mà mới bắt đầu vào vẽ, hoặc là có thể các bạn cũng có thời gian vẽ nhưng chưa tự tin. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ nó cũng bình thường thôi, không có gì phải quá quan trọng cả. Quan trọng nhất là thế này này, nếu em đã qua được giai đoạn phỏng vấn, tức là về mặt hội đồng các nhà chuyên môn xem xét em có đủ khả năng, có đủ khả năng để em theo. Điều còn lại cuối cùng là gì? Là em có nỗ lực rèn luyện cái năng khiếu của em để học cùng với các bạn được, cùng với lại thầy cô, và thành công trong nghề của mình hay không? Đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng. Và tôi nghĩ rằng là như thế này, em phải tự tin hơn. Các em phải tự tin hơn. Còn bạn vừa, đấy là bạn nói là bạn học thiết kế đồ họa, bạn sợ không vẽ được. Và tôi nghĩ rằng là khi vào rồi, nó quấn theo thầy, quấn theo trò, quấn theo tất cả đồng nghiệp, các bạn, các em, các thứ ấy. Thì tôi nghĩ là lúc ấy em vừa học thầy, vừa học bạn, và sẽ làm tốt. Đấy là một cái kinh nghiệm bao nhiêu năm quản lý của tôi. Thì tôi thấy rồi, rất nhiều bạn mới ban đầu vào thì thực sự là ngơ ngác,
ngơ ngác rất là nhiều thứ. Cũng phải thôi vì chưa bao giờ, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ, thế bây giờ sau một thời gian thì các bạn nhanh lắm và các bạn làm rất là tốt. Cái điều ấy là cái mà tôi nghĩ rằng là nếu quyết tâm là làm được hết, không có vấn đề gì cả. Còn cái phần câu thứ hai, đề bài của tư vấn. cái này này thì đối với ngành năng khiếu ấy, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là tất cả các trường gần như các nơi ấy, đề hoàn toàn rất là mở, không có cái gì gọi là đánh đố cả. Và nhất là nếu em đã theo dõi ở trường Văn Lang thì tất cả các đề, từ đề trang trí lẫn đề vẽ hình họa, vẽ tĩnh vật hoặc vẽ mỹ thuật cũng đều rất là mở. Và nói trước, ví dụ như là đề, tại sao nó gọi là mở, ví dụ như là vẽ chân dung, vẽ tượng chân dung, đúng không? Nó ra đề bài rất là rõ, vẽ tượng chân dung tức là đề mở rồi, hoàn toàn quan trọng còn lại là năng khiếu. Em vẽ như thế nào, mỗi người có một cái tượng thôi, nhưng mỗi người vẽ là một kiểu khác nhau, mỗi người nhìn là một hình dung khác nhau, mỗi người nhìn là một cái cảm nhận khác nhau bằng cái tình cảm riêng của các em khác nhau, hoàn toàn trong lĩnh vực đó, đó là tư duy của các em. Đấy, đấy là, đấy thực sự đã là đề mở rồi. Còn trong, tôi chỉ gợi ý như thế này, đối với những người mà mình học đã đam mê về vẽ thì mình phải có những cái, các em phải đọc và cập nhật một số cái về danh từ, hoặc là nhờ những người đi trước, có thể có thầy cô hướng dẫn hay đồng nghiệp hay bạn bè hướng dẫn, đồng nghiệp thì không phải, nhưng mà có bạn bè cùng đã học trước đi hướng dẫn em. Thì cái khái niệm, ví dụ như là những cái từ mà có thể bạn chưa học bao giờ, ví dụ như là về bố cục này, rồi mảng như thế nào, khối như thế nào, nét như thế nào, và tại sao nó gọi là trang trí. À, rất nhiều bạn thì thấy một cái, tôi nói một cái lá thì chép nguyên một cái lá như thế thì đấy là một kỹ năng chép. Nhưng cái lá ấy mà được cách điệu thì tại sao người ta dùng từ cách điệu, thì các bạn đi học thì các bạn phải hiểu thêm cái đó. Thì khi mà có một số bạn đi luyện thi thì tôi nghĩ là các bạn ấy sẽ được tiếp cận tốt hơn nếu như những người mà không có công tác luyện thi. Thế nhưng chúng ta nếu đã mê nghề vẽ thì chúng ta phải đọc, vì trên mạng bây giờ rất là nhiều thông tin về vẽ rất là nhiều, thì chúng ta phải đọc, chúng ta phải xem rất nhiều thì chúng ta sẽ hiểu những cái rất là cơ bản thế thôi. Các em không cần phải có cái gì nó cao xa hết. Và trong tất cả các cái bài thi của trường Văn Lang cũng là hình thức như vậy. Ngôn ngữ truyền tải của em bằng bố cục, bằng đường nét, bằng mảng, bằng hình khối và bằng trang trí, ngôn ngữ cách điệu, phải không? Cảm xúc của các em theo màu. Màu thì các em cũng không cần phải quá đưa vào trong cái học thuật cao. Ví dụ như là các em phải diễn tả là cái hệ thống này là chuyên là màu nóng hay là chuyên về màu lạnh, nó cũng không cần. Cảm xúc của các em về năng khiếu thì các em có thể thể hiện bằng các cái ngôn ngữ màu của chính bản thân các em. Các em đưa ra và cảm nhận thế nào là đẹp và thế nào thẩm mỹ. Và chúng ta mới là sự khởi đầu mà, cho nên đâu có phải là một cái bài thi mà chúng ta phải vẽ thật là hoàn hảo đâu, không phải. Nhưng quan trọng nhất là vẫn phải gợi được gì, cái cảm xúc của các em, đấy là năng khiếu. Cái phong cách của các em, đấy là năng khiếu. Thì tôi có thể là gợi ý cho một số cái nét như vậy. Không? Mỗi bạn là có một cái phong cách riêng rất là rõ. Bạn thì mạnh mẽ, nhưng bạn thì âm thầm, nhẹ nhàng, tỉa tót. Đấy là cái một phong cách của mỗi người. Và các bạn nên khai thác chính bản thân tiềm năng của mình để làm các cái đó. Dạ, cảm ơn rất nhiều, rất là chuyên sâu luôn. Các bạn thí sinh có nhiều nỗi lo, nhưng mà em thấy trên live stream này có một nỗi lo cũng của nhiều bạn. Đó là bạn Nguyễn Tài, bạn viết hoa luôn cả cái nỗi lo của mình là em đã đóng lệ phí thi cả hai đợt thi vẽ ở Văn Lang rồi, nhưng mà bây giờ thì trường lại gộp lại thành một đợt và chuyển theo phương thức mới nữa, thì em phải làm sao ạ? Trường có hoàn trả lại lệ phí cho em không? Thứ hai nữa là lệ phí đối với từng phương thức thi này có giống nhau không? Dạ, còn một nỗi lo khác đó là của các bạn mà đã trúng tuyển, đã xét tuyển học bạ đợt 1 nhưng mà vào các ngành năng khiếu, thì bây giờ khi mà trường mình dời cái kỳ thi năng khiếu qua tháng 8 á, thì các bạn lo sợ là lâu quá, thì cái kết quả đó có ảnh hưởng gì đối với việc các bạn sẽ học bạ không? Dạ, em mời thầy Tuấn.
Trước hết liên quan đến cái vấn đề lệ phí, thì các bạn quay quanh cái câu chuyện là đóng hai lần lệ phí thì trường sẽ trả lại cái lệ phí cho các bạn. Thì cái này là đúng thôi, hiển nhiên. Thì việc mà nhà trường thu lệ phí thì thực chất nhà trường cũng không để nặng cái câu chuyện này, mà để cho các bạn khi đóng lệ phí và khi xác định vào cái đăng ký cho thi cái thi nào thì cân nhắc kỹ trong cái sự chọn lựa đó và có trách nhiệm với sự chọn lựa đó. Do đó trường đưa ra cái lệ phí. Thì nhà trường đối với những bạn nào đã đăng ký hai lần thì trường hiện nay tổ chức một lần thì các bạn sẽ được hoàn lại cái khoản tiền đó khi cái ngày các bạn đến thi. Còn cái việc mà các em lo lắng là cái kỳ thi hiện nay đối với học bạ được một các em đi năng khiếu thì giờ nhà trường sẽ tổ chức vào cái tháng 8 thì cái này có ảnh hưởng hay không? Thì thưa các bạn, tất cả các cái đợt 1, học bạ đợt 1, đợt 2 và ngay cái đợt 3 thì chúng tôi chỉ được phép theo luật, theo quy định là chỉ được phép gọi một lần. Tức là có nghĩa là khi nào các bạn có kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tức là có điểm, có kết quả rồi, là ngày dự kiến là ngày 8 tháng 8 các bạn thi, thì khoảng là 10 mấy đến 20 tháng 8 thì các bạn có kết quả, và cuối tháng 8 thì các bạn mới biết được là mình có đạt hay không, đậu hay không. Thì khi nào mà có kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 thì lúc đó các bạn mới được là gọi là trúng tuyển. Thì do đó các bạn có thi nộp hồ sơ được 1, được 2 hay 3, mà nếu mà các ngành năng khiếu thì các bạn cũng phải chờ có điểm hay không, thì các bạn cũng phải chờ cái kết quả tốt nghiệp. Vì vậy các bạn yên tâm, không lo là trễ, không lo trễ trong vấn đề này. Và chúng tôi cam kết rằng và cam đoan lần với các bạn là cái kết quả đó sẽ được chúng tôi thực hiện theo đúng cái thời gian và cái kế hoạch mà chúng tôi đưa ra. Là sau khi mà các bạn có cái kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, trung học phổ thông 2020 thì chúng tôi sẽ gửi giấy báo trúng tuyển. Và sau mỗi đợt như vậy thì hiện nay ngay cái học bạ đợt 1 có rất nhiều em thì đăng ký vào cái nguyện vọng liên quan đến các cái ngành năng khiếu. Thì hiện nay chưa có cái điểm thi, thì khi nào có điểm thi thì chúng tôi sẽ lấy cái kết quả điểm đó bằng một trong ba phương thức đó và chúng tôi sẽ thả vào cho cái tổ hợp ngành đó và sẽ công bố kết quả các em trúng tuyển hay không. Thầy đã giải đáp cho nỗi lo của rất là nhiều bạn trên live stream nè. Các bạn lo về kết quả năm nào cũng vậy, các bạn mà thi đăng ký lúc nào cũng bị kết quả trễ hơn nên các bạn đều lo hết. Các bạn cũng lo cái kết quả như thế nào? À, chúng ta chung một đợt hết, vì cũng có chờ cái kết quả chung, tức là kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì khi đó chúng ta mới được công nhận. Thì nếu các bạn có sớm thì chúng tôi sẽ thông báo thôi, chứ còn về việc nhập học như thế nào thì chúng tôi trong cái kết quả chung hết. Cảm ơn thầy ạ. Ở đây em thấy có 4, 5, 6, 7 bạn hỏi về cái việc là phỏng vấn, cái vòng phỏng vấn đó thầy. Dạ, các bạn lo như thế này. Là một bạn hỏi là em không biết đó là cái hình thức phỏng vấn này có giới hạn thời gian như là khi thi trực tiếp tại trường không. Thứ hai nữa là các bạn hỏi là thi phỏng vấn này có thể là thi online không hay là phải trực tiếp đến trường. Dạ, thứ ba nữa là em là rất đam mê vẽ và mong muốn là vào được ngành thiết kế thời trang. Tuy nhiên thì kỹ năng giao tiếp của em không được tốt lắm thì em sợ khi tham gia kỳ phỏng vấn này em sẽ bị bất lợi hơn các bạn khác. Dạ, em mời thầy có thể tư vấn cho bạn thêm ạ. Nói chung vừa nãy thì thầy Tuấn đại diện nhà trường thầy cũng đã nói về tính công bằng, vì thầy là người lãnh đạo trong trường cho nên là các em yên tâm là sẽ công bằng trong tất cả các kỳ thi. Về mặt chuyên môn thì về khoa chúng tôi phải chịu trách nhiệm về chuyên môn, làm sao cho nó đúng, cho nó đúng. Với cái nỗi lo của các bạn thì tôi nghĩ là cũng đương nhiên, thì các bạn khi mà chuyển sang một hình thức thi mới nó hơi khác, các bạn sẽ lo lắng nhiều hơn. Thế nhưng mà cũng xin nói như thế này là tất nhiên là không thể nào có cái thời gian phỏng vấn của các bạn, thì tất nhiên là hội đồng sẽ có cái trao đổi với trước khi cái quy định về phỏng vấn sẽ trao đổi với các bạn, nó có thời gian nhất định, chứ không thể nào một bạn mà lại kéo dài đến cả nửa tiếng hay là một tiếng được. Thì tất cả những cái đấy thì đương nhiên thì nhưng mà trong cái khoảng thời gian cho phép chúng tôi cũng có thể cảm nhận ngay, chúng tôi có thể xem xét được ngay. Thậm chí có những trường hợp
chúng tôi hỏi về bạn, vì thí dụ như chúng tôi ở bên đồ họa, truyền thông đồ họa và có cái ngành truyền thông tương tác, làm phim, làm hoạt hình, làm game. Thì ví dụ như bạn đam mê về cái đấy thì có thể là bạn, hội đồng cũng có thể nói là bạn phác họa một nhân vật nhanh nào đấy, thì bạn nếu bạn có năng khiếu là bạn phác họa được ngay thôi, chẳng hạn như vậy. Cho nên có thể là có những cái là gọi là phỏng vấn, không có nghĩa là chỉ có đến trả lời, mà cũng có thể là bạn phải thao tác một số các cái về chuyên môn, về ngành nghề. Tất nhiên là cái cách đó nó sẽ rất là nhanh. Còn để cho nó chặt chẽ và đến khi mà được gọi vào vòng 2, tức là bạn đã gần như là bạn đã lọt qua được, đi qua được cái vòng 1 ấy, thì thường là hội đồng sẽ trực tiếp hỏi các em. Chứ nếu phỏng vấn online thì tôi nghĩ là lúc ấy là sẽ hơi khó chính xác trong cái để tính công bằng. Do vậy cho nên là trong cái giai đoạn này thì cũng giống như ở các nước, thì các giáo sư khi mà đã đồng ý nhận học trò thì có cái phỏng vấn, và những người học trò đó thường là phải đến tận nơi để các giáo sư xem xét. Thì tôi nghĩ đấy là một cái phương án. Các em cũng đừng quá lo, các hội đồng đánh giá tôi nghĩ là sẽ rất là sát và nhìn nhận đúng về chuyên môn của các em. Vậy là phỏng vấn là không chỉ là về giao tiếp mà các bạn là phỏng vấn về năng khiếu không thầy? Dạ, phỏng vấn về năng khiếu. Dạ, dạ, em cảm ơn thầy. Ở đây dạ, muốn giải thích cho các bạn, thì các bạn có đặt là trực tiếp hay là thi, thì các bạn có quan tâm hai cái câu chuyện. Trong cái phương thức này là các bạn phải làm bài ở nhà. Nói rõ các bạn phải làm bài ở nhà, thì vì tôi thấy có một số câu hỏi các bạn là phải làm trực tiếp. Ở đây là các bạn làm ở nhà trong cái khoảng thời gian cho phép, và tối đa từ lúc mà chúng tôi thông báo cho đến lúc 30 tháng 7. Đó, thì các bạn cứ làm bài ở nhà và nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến, giống như nộp hồ sơ vậy. Rồi sau đó, sau khi nhận bài các bạn rồi thì mời các bạn đến phỏng vấn trực tiếp. Cái chuyện phỏng vấn là phải gặp trực tiếp giữa thầy và trò. Thì các bạn lưu ý vấn đề đó. Còn làm bài các bạn làm ở nhà. Các bạn làm ở nhà. Nói thêm cái này một tí này, tức là các nước thì nó dùng theo cái từ ngôn ngữ tiếng Anh là portfolio. Thì ở đây ấy, thì chúng ta gọi là cái hồ sơ của các em. Các em đơn giản hóa về ngôn ngữ đi, các em đừng có quá nặng nề. Các em vẽ tất cả những cái gì từ trước nay em thích vẽ, vẽ đem đến. Và tất nhiên là phải nộp cái bài mà theo yêu cầu của trường. Là trước ở cái vòng 1 ấy, là theo nộp theo cái yêu cầu của trường, vẽ theo cái bài đó. Thế còn khi phỏng vấn thì các em có thể đem theo tất cả những cái gì mà từ trước nay các em vẽ để chứng tỏ cái năng khiếu của mình. Đấy, cả quá trình em học phổ thông trung học mà em thích vẽ, vẽ rất là nhiều thứ. Thì đấy là những cái mà em giải trình với hội đồng là đấy, em yêu nghề vẽ. Em đã từng vẽ như thế này và hội đồng xem. Đấy. Khi mà phỏng vấn trực tiếp nó có một cái rất là quan trọng. Không những nhìn được cái hình ảnh các em vẽ, cái bút pháp của các em vẽ, cách thức của các em vẽ, mà còn ghi nhận được cái tình cảm của các em về cái chuyên môn. Đấy là một những cái mà tôi nghĩ rằng là không phải là tự dưng nó ở các nước người ta đưa ra một cái hình thức như vậy. Và xu hướng thì sau này nó cũng sẽ là như vậy. Tôi thì trước mắt là tôi nghĩ rằng là đây là cơ hội cho tất cả những cái bạn mà có những cái điều kiện khó khăn ở những cái vùng sâu, vùng xa, hoặc là những điều kiện các bạn mà năm nay không thể nào đi được, không chưa thể đi được, thì các bạn gửi cái hồ sơ của mình theo cái phương pháp thứ ba này. Thì tôi nghĩ là đấy là những cái mà cơ hội cho tất cả các bạn. Và Văn Lang sẽ đón chào tất cả các bạn. Có một cái đối tượng thí sinh khác đó, là như là bạn Ngọc ở đây, bạn hỏi là bạn đăng ký thi vẽ ở cả hai trường là Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và trường Văn Lang, nhưng mà kiến trúc như vậy là sẽ tổ chức thi trước, và nếu như bạn có điểm mà bạn hủy hồ sơ thi vẽ ở bên Văn Lang đó, thì có ảnh hưởng gì đến hồ sơ học bạ của bạn không? Dạ. Và cái thứ hai nữa đó là bạn có thể thi vẽ một lần và xét tuyển vào nhiều đợt xét học bạ của Văn Lang được không, và Văn Lang có xét học bạ được 3 không ạ? Thì liên quan đến vấn đề này thì nhiều năm, và khi chúng tôi tổ chức theo các cái phương thức thì các năm á, khi mà với cái phương thức vẽ thì chúng tôi vẽ tại trường và xét tuyển các trường đại học khác.
Thì năm nay cũng vậy. Và ngoài ra có phương thức thứ ba là phương thức mà portfolio phỏng vấn như là thầy Quân Dũng đưa ra và chúng tôi sẽ xác định lại như vậy. Đó là một những phương thức công bằng. Thì việc các bạn á, tôi được biết là ngày 11 tháng 7, 12 tháng 7, 11 và 12 tháng 7 là Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thi đợt 1 môn năng khiếu, môn vẽ, và đợt 2 cũng rơi vào tháng 8. Do đó nếu các bạn thi ở Đại học Kiến trúc rồi, các bạn thấy cái kết quả tốt thì các bạn có thể hủy hồ sơ bên Văn Lang, thông báo là em không thi được hoặc các bạn không dự thi, vấn đề không ảnh hưởng như thế nào. Thì cái kết quả đó thì các bạn cứ gửi và chúng tôi tiếp nhận trước 30 tháng 8 như đã thông báo. Do đó ngay cả nếu các bạn thi bên Đại học Kiến trúc rồi, các bạn là thi bên Văn Lang, thì nói thật các bạn, chúng tôi sẽ lựa các bạn, từ các bạn sẽ lựa chọn các cái phương thức nào và cái kết quả điểm nào cao nhất các bạn gửi về và các bạn giữ lại. Ví dụ các bạn thi bên kiến trúc điểm cao hơn thì chúng tôi sẽ giữ điểm thi đó, hoặc ngược lại, vân vân. Tức là trong nhiều phương thức các bạn có cái kết quả nào tốt nhất thì chúng tôi sẽ lưu lại cái kết quả đó để đưa vào trong cái tổ hợp mà các bạn đã được xét tuyển. Nên hoàn toàn các bạn yên tâm. Đây là cái sự lựa chọn chính đáng và đây cũng là cái cơ hội để các bạn vào các cái ngành mà các bạn mong muốn. Dạ em có thầy. Còn về việc xét học bạ đợt 3 thì các bạn hỏi trường mình có xét không thầy? Về học bạ đợt 3 thì chúng tôi vẫn tiếp tục theo cái đề án tuyển sinh là khoảng là ngày 5 tháng 6. Sau khi kết thúc vào ngày 30 tháng 5 thì chúng tôi sẽ có chuẩn bị cho cái phương án điểm trúng tuyển, gọi là điểm đủ điểm, gọi là đủ điểm chứ không phải là trúng tuyển, vì chúng ta đạt được cái mức điểm đó thì khi nào mà các bạn tốt nghiệp rồi thì khi đó vừa đạt được cái điểm vào cái ngành và cái tổ hợp các bạn mong muốn, các bạn đăng ký, rồi sau đó các bạn tốt nghiệp rồi thì khi đó gọi là trúng tuyển. Còn ngay thì đầu á, thì các bạn mới một bước thôi là đạt điểm, thì khi mà đạt điểm rồi thì chúng tôi sẽ xác định cái điểm đó để thông báo cho cái đợt 2. Và cái đợt 3 chúng tôi dự kiến là ngày 5 tháng 6. Ngày 5 tháng 6 là đến hết tháng 6 thì chúng tôi sẽ nhận hồ sơ đợt 3. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Chắc xin phép thầy vấn cho mình tư vấn thêm cái trường hợp mà em mới hỏi là thi kiến trúc, sau đó thì thôi không thi Văn Lang nữa. Nhưng ý kiến cá nhân của mình thì mình xin khuyên em ấy một điều là em đang bớt đi một cơ hội chính bản thân em. Em đang tự bớt đi một cái cơ hội mà bản thân em đang có cơ hội. Thì tôi nghĩ là tại sao em vẫn có một cái cơ hội, vì em cũng chưa thể biết được khả năng là cái ở bên kia em liệu em thi có tốt chưa. Bởi vì thi nó là cảm xúc. Nhiều khi em vẽ ở nhà rất là được, nhưng đến khi em đến vẽ có những lúc rất là khó, vì đấy là cái nghề mà, nghệ thuật mà, thì cảm thấy là mình không diễn tả được. Nhưng mà đến buổi hôm sau thì có khi em lại vẽ rất là tốt. Cho nên cái cảm xúc đó nó có thể là nó sẽ tùy theo từng cái đợt vẽ, hình thức vẽ khác nhau ở trong những cái đợt đó. Chỉ có một điều là không nên thi nhiều. Em thi nhiều quá, làm nhiều quá nó mệt mỏi, tâm trạng không bao giờ thể vẽ tốt được. Mà chỉ nên lựa chọn vừa phải sức lực của mình. Còn cái cuối cùng là quyết định của em, chứ cũng không ai bắt em phải là thi hay không thi. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là em không thi ở Văn Lang nữa, tức là nếu chỉ duy nhất thi có một nơi thôi thì đang, tức là em đã bớt đi một cơ hội của chính em, thì đấy là cái ý kiến cá nhân thôi, thì tùy các em. Cảm ơn thầy ạ. Năm ngoái em thấy là cái số mà về kỳ thi vẽ các bạn cũng hỏi câu này, và năm nay các bạn cũng hỏi nhiều, cho nên là em mong thầy tư vấn lại cho các bạn. Đó là bạn Minh Thư hỏi là chị em hỏi là giữa vẽ mỹ thuật và vẽ hình họa khác nhau điểm nào. Em thấy các anh chị sinh viên tư vấn cho em là vẽ mỹ thuật là vẽ tượng vạt mảnh, còn vẽ hình họa là vẽ tượng tròn. Còn một bạn khác nói là trong group cộng đồng sinh Văn Lang thì các anh chị tư vấn là vẽ hình họa là vẽ đầu tượng, còn vẽ mỹ thuật là vẽ dáng người. Nên là các bạn bị rối không biết là vẽ thế nào là đúng. Dạ, còn một bạn khác nữa là bạn nói là bạn ở tỉnh và thực sự là bạn rất đam mê vào ngành thiết kế đồ họa, nhưng mà lại chưa có cơ hội để đi học vẽ ở đâu hết. Thì khi mà nghe nói là có cái phương án là thi là phỏng vấn thì bạn rất là vui. Và bạn hỏi là thầy có thể chỉ cho bạn một số cách để các bạn có thể tự ôn thi vẽ để hoàn thành cái bài thi năng khiếu ở nhà gửi cho trường ạ. Chắc là đầu tiên tôi nói về cái từ
thế nào là vẽ mỹ thuật, thế nào là vẽ hình họa, phải không? À, còn cái vẽ trang trí màu thì thôi chắc là các em cũng biết rồi, vì nó là một cái ngôn ngữ rất là riêng, và cái trang trí màu thì nó chỉ thuần túy ở bên mảng mỹ thuật thôi. Còn vẽ hình họa và vẽ mỹ thuật, đây là hai cái đặc trưng năng khiếu của khi các em chọn vào ngành mỹ thuật công nghiệp. Trong đó có đồ họa nội thất, đúng không? Đồ họa nội thất, thời trang, thiết kế công nghiệp và đồ họa truyền thông tương tác. Ở Văn Lang thì có đồ họa truyền thông tương tác, tức là chuyên về mảng phim, game. Thế thì còn mảng thứ hai, tức là các em có lựa chọn năng khiếu, đấy là vào của bên ngành kiến trúc. Đấy, kiến trúc. Thế thì thường là cái vẽ mỹ thuật, thì nếu lựa chọn vẽ mỹ thuật thì bạn có thể vẽ sang, bạn có thể đăng ký sang cả bên ngành bên mỹ thuật hoặc là sang bên kiến trúc. Nhưng hình họa thì chỉ để dành cho mỹ thuật thôi, khi mà vẽ hình họa. Thế thì dùng cái ngôn từ này, các bạn nghĩ rằng là vẽ đồ tượng, rồi có bạn thì nói là vẽ người. Thì ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ rất rõ là đề cởi mở, giống như chúng ta ban đầu chúng ta nói, đề là đề mở, vẽ chân dung tượng, chân dung, vẽ hình họa và vẽ mỹ thuật đều vẽ tượng chân dung. Và đương nhiên là nó có khác nhau một chút xíu thôi, nhưng ngôn ngữ và cách thức thể hiện nó đều giống nhau, không khác gì nhau hết. Chỉ có là em đăng ký vào kiến trúc thì em phải đăng ký là vẽ mỹ thuật đó, chứ còn em đăng ký vẽ hình họa xong rồi em bảo em vào kiến trúc thì nó không đúng cái đăng ký của trường. Còn em đăng em khi em vẽ, gọi là đăng ký vẽ mỹ thuật, thì em có thể vào được cả hai khối tùy theo cái cách thức của em đăng ký. Thế thì ở đây thì nói về đề, tức là chúng ta rất là cởi mở trong chuyện đề, còn lại là vấn đề các em trực tiếp thể hiện vẽ và năng khiếu, thể hiện cái năng khiếu diễn tả của các em. Đều là đầu tượng. Cái hình thức của các cái tượng thì nó là, đấy thực sự là nó là đề thi. Các em vẽ, khi các em đến nơi thi mới biết được mình vẽ tượng gì, hình khối ra sao. Đấy là chính là mới là cái bí mật ở trong cái thi tuyển sinh, là bao giờ cũng vậy. Khi đến khi vào phòng thi, các em sẽ mở các cái hộp thi được niêm phong, được niêm phong. Bây giờ các em khi mà bắt đầu thi thì các em mới biết được là mình vẽ cái đầu tượng gì. Đấy, thì đấy là cái mà hình thức. Còn bạn cần thầy được cho lời khuyên về việc đó là bạn chưa thi vẽ, chưa học vẽ ở đâu hết. Nhưng mà bạn muốn ôn tập online để có thể hoàn thành cái bài thi đăng ký gửi về trường ạ. Đấy, tức là một vấn đề là bạn rất là mê vẽ, nhưng bạn cũng chưa có cơ hội để đi luyện thi các nơi. Bạn vẫn còn thiếu cái mức độ tự tin để bạn có thể tham gia về vấn đề thi tuyển sinh, thì bạn hãy lựa chọn online cũng được. Thì tôi khuyên bạn là bạn thứ nhất là hay nhất là bạn hãy nên hỏi những người có chuyên môn. Nếu có những người có chuyên môn ở gần bạn, thí dụ những người làm nghề họa sĩ, những người làm nghề thiết kế, bạn hỏi những người như vậy, người ta sẽ tư vấn cho bạn về cách vẽ cơ bản, rồi sẽ thể hiện nó như thế nào. Thứ hai là về kiến thức, bạn nên lên trên mạng, bạn gõ vào trên mạng những cái tên rất là cơ bản thôi. Thí dụ như là vẽ mỹ thuật cơ bản thì nó rất là nhiều tờ cái về vẽ màu, vẽ chì. Bạn lựa chọn cái gì, bạn đọc và bạn xem, bạn đọc nhiều, bạn xem nhiều. Và quan trọng nhất là bạn xem nhiều, bạn cảm nhận nhiều. Thì bạn sẽ dần dần sẽ hiểu ra. Và cái điểm, hai cái đó nó chỉ là sự tương tác thôi. Cơ bản nhất là bạn phải tập vẽ. Bạn phải đem giấy bút ra, bạn tập, bạn vẽ, bạn mới cảm nhận được. Bạn vẽ màu, bạn phải trộn màu, pha màu, bạn mới thấy được là khi mình đặt cái màu vào trong cái trang giấy nó như thế nào. Cũng như là bạn phải vẽ chì,
thì bạn cũng phải lựa chọn chì, rồi khi vẽ thì bạn cũng phải dùng cái kỹ năng vẽ thể hiện nó như thế nào, rồi bạn phải có sự rèn luyện vào đấy. Chứ còn đột nhiên thì không ai giỏi cả, và bản thân tất cả các thiên tài về vẽ cũng đều phải bắt đầu từ như vậy cả. Thì bạn hãy tin là bạn cố gắng là bạn sẽ thành công. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mình đã trải qua là gần 60 phút tư vấn của số live stream và rất là nhiều thông tin về các cái phương án thi vẽ năm nay rồi. Dạ, và để kết thúc live thì em xin đọc hai câu hỏi đổi gió một chút. Dạ, đầu tiên là của bạn Bảo Hân, bạn hỏi về thông tin chung về tuyển sinh. Đó là sáng nay em đọc báo thì em thấy có thông tin là các trường đại học thay đổi về tỷ lệ chỉ tiêu của các phương thức xét tuyển, sẽ giảm chỉ tiêu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì với Văn Lang mình như thế nào ạ? Và trường mình có tăng giảm chỉ tiêu ở các phương thức không? Thứ hai nữa là trong cái thời điểm này á, thì thí sinh nên chọn phương án xét tuyển nào là sẽ tối ưu và tốt nhất cho bạn? Dạ, mời thầy. Về câu hỏi của bạn thì tôi cũng trả lời một cách chi tiết hơn và cụ thể như sau. Thì hiện nay chúng ta có hai phương thức, nhìn chung là hai phương thức. Có nhiều phương thức nhưng trong đó chúng ta tập trung hai phương thức chính. Đó là phương thức xét tuyển và phương thức, cả hai phương thức xét tuyển dựa trên học bạ và xét tuyển dựa trên cái kết quả kỳ thi tốt nghiệp, gọi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Thì năm nay đa số hầu như tất cả các trường và Văn Lang nói riêng thì với cái hai phương thức đó thì cái tỷ lệ kết quả học bạ thì cao hơn. Chúng tôi dự kiến khoảng là 70% trong cái chỉ tiêu dành cho học bạ, 70-80% chỉ tiêu dành học bạ. Thì với cái tỷ lệ như vậy thì do đó tôi cũng khuyên các bạn, ngoài cái chọn phương thức nào thì nó thật ra thì cũng căn cứ vào cái kết quả ở học bạ hay là cái kết quả theo cái phương thức mà các bạn chờ cái kết quả thi trung học phổ thông năm 2020. Thì theo tôi thì nên chọn phương thức đầu tiên là phương thức học bạ. Vì để sau khi các bạn có xét rồi, các bạn nếu các bạn đã đạt được cái mức điểm theo quy định thì các bạn yên tâm để tập trung cho cái kỳ thi vào tháng 8 sắp tới. Còn giả sử như tuy nhiên có một cái số ngành liên quan đến cái ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nó cao và nó khắt khe hơn. Giả sử như cái khối ngành liên quan sức khỏe, ví dụ như muốn vào cái ngành dược chẳng hạn, thì các bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông á, phải học bạ, điểm học bạ các lớp 12 là phải là giỏi, tức học lực á, là giỏi. Hoặc là các bạn phải có các môn trong cái tổ hợp xét tuyển á, là phải 24 điểm trở lên. Đó. Thì nếu mà các bạn không đạt cái mức điểm đó, thì các bạn á, đối với học bạ thì các bạn nên tập trung vào cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới. Do đó tùy theo cái phương thức. Tuy nhiên nếu mà các bạn không bị ràng buộc nhiều với cái ngưỡng điểm thì nên chọn cái phương thức học bạ để các bạn yên tâm hơn, tập trung cho cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cảm ơn các bạn. Vậy là xét học bạ vẫn là một phương án an toàn tối ưu hiện nay. Với phương thức theo học bạ là một trong những phương án an toàn, có cái thuận lợi hơn cho tất cả các cái phương thức hiện nay nhà trường đưa ra. Cảm ơn lời khuyên của thầy ạ. Còn một câu hỏi cuối cùng là em dành cho bạn Nguyễn Phương Thảo, em từ đầu đến giờ luôn, bạn hỏi từ đầu rồi là dạ, bạn này chắc là fan cứng của khoa mỹ thuật công nghiệp á. Bạn hỏi là em theo dõi fanpage trường thì hàng năm thì biết là cứ đến tầm tháng 5 này là Văn Lan sẽ có trưng bày đồ án tốt nghiệp của các anh chị khoa mỹ thuật. Nhưng mà em không biết là năm nay là trường mình trưng bày vào thời gian nào để tụi em đến tham quan. Thứ hai nữa là em nhớ là hồi đầu tháng 5 á, Văn Lan có tổ chức triển lãm IKEA online. Thì không biết là mình có tổ chức trưng bày không ạ? Dạ, em mời thầy Dũng. Mọi năm thì đúng là trường Văn Lang có một cái mô hình triển lãm tất cả các cái bài tốt nghiệp của tất cả các ngành khác nhau, từ ngành thời trang, thiết kế công nghiệp, đồ họa, không? Kể cả đồ họa truyền thông tương tác cũng có những cái về phim, về game cũng trình chiếu các cái hoạt động tốt nghiệp. Mang tính công khai, rồi để cho tất cả các bạn cùng giao lưu và các doanh nghiệp người ta có cơ hội người ta biết đến. Thì đấy là một cái mô hình của trường Văn Lang rất là tốt. Thì năm nay thực sự rất là tiếc về cái Covid, phải không? Tất cả chúng ta đã thấy rồi. Thì nếu như tổ chức ấy, thì thực ra thì bây giờ nó cũng là một cái thời điểm nó cũng chưa được an toàn lắm.
và cái nguy cơ nó cũng có nguy cơ cũng khá cao. Mặc dù hiện nay nước ta là hôm theo báo là 43 ngày là không có, nhưng cũng chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì nó có, chỉ cần một cái sự việc xảy ra thì nó sẽ có một cái gì rất là đáng tiếc, thì để mang tính an toàn. Và cái này cũng là cái chỉ đạo chung của nhà trường, cũng là của thành phố nữa, chúng ta phải theo. Cho nên là năm nay cái hình thức bày triển lãm thì rất tiếc là không thể thực thi được, nhưng mà hy vọng trường Văn Lang sẽ vẫn tiếp tục được cái truyền thống là như vậy đối với nội khoa mỹ thuật. Trên bàn đây thì hôm nay tôi cũng vô tình là Khoa vừa nhận được hôm qua hôm kia thôi, cái cuốn iCat. Đây là một trong cái triển lãm quốc tế của trường Văn Lang sẽ xảy ra thường niên, tức là luôn luôn tổ chức, luôn luôn hoạt động. Năm ngoái thì rơi vào tháng 4, năm nay thì cũng vào khoảng thời gian này thì cũng đã định làm một cái cuộc triển lãm quốc tế có 13 nước, có Australia này, China này, Trung Quốc này, Colombia này, Đức này, Ghana, India, Iran, Japan, Nhật, Lào, phải không? Korea là Hàn Quốc, phải không? Mongolia, Mỹ và Việt Nam. Tức là 13 nước. Các bạn thấy cái cuốn này, đây là một cái cuốn màu bìa vàng. Bìa vàng này thì cái cuốn sách này các bạn đừng nghĩ rằng là của những bậc thầy gì cao sang. Đây là những cuốn sách sinh viên trường Văn Lang, sinh viên mỹ thuật trường Văn Lang cùng với nị sinh viên bạn bè tất cả các nước tham gia trong cái triển lãm quốc tế iCat 2020. Đây là cái mà cuốn sách dành riêng cho sinh viên, vì khoa mỹ thuật trường Văn Lang kết hợp với nị hiệp hội của Hàn Quốc, kết hợp với nị trường Hàn Đông của Hàn Quốc đứng ra đăng cai tổ chức cái chương trình này. Và cũng chỉ vì Covid thôi, thành ra là nó lỡ hết tất cả, là chúng tôi định triển lãm ở tại trường. Thế nhưng mà vì cái điều kiện không có làm được thì chúng tôi đã có làm cái chương trình triển lãm online. Có lẽ là chút nữa nhờ cô sẽ nói thêm về cái triển lãm online. Thế còn trong cái cuốn thứ hai, đây là cuốn chuyên dành cho các giáo sư. Ở bên nước ngoài thì người ta có luôn luôn là có tôn trọng các cái tác phẩm của sinh viên và của các giáo sư, thì người ta có đưa ra các cái cuốn tác phẩm một của. Và đây là ở Việt Nam thì có rất nhiều các họa sĩ từ Bắc, Trung, Nam đến với trường Văn Lang tham gia trường Văn Lang, kể cả trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam có những họa sĩ rất là nổi tiếng tham gia cùng trong cái chương trình như vậy. Thì rất là nhiều các cái tác giả ở nước ngoài trong cái cuốn sách iCat này. Thì đấy là một trong những cái mà tôi muốn nói thêm, là cái hoạt động của khoa mỹ thuật Văn Lang là cả thầy cô và sinh viên phải trong tương lai phải hòa nhập với quốc tế, với thế giới, với tất cả các bạn bè năm châu. Và như vậy thì cái định hướng các bạn học nó mới lan tỏa, mới có chất lượng, và các bạn mới thực sự có niềm tin để có thể các bạn đi ra nước ngoài hoạt động làm việc. Chứ còn nếu chúng ta chỉ không có cái hoạt động đó đối với các nước thì có lẽ ở mặt nào đó chúng ta sẽ còn hạn chế. Cho nên quan điểm của khoa mỹ thuật chúng tôi là phải vươn tới, vươn xa và vươn ra ngoài các châu lục khác nhau. Đấy là ước mơ của chính thầy cô và cũng là của các bạn sinh viên. Rất mong các em sẽ cùng nhịp đập với trái tim của khoa mỹ thuật. Trời ơi, thầy nói hay quá. Như thầy nói hồi nãy đó các bạn, thì về triển lãm online iCat đó, thì đến nay thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn xem miễn phí được tại địa chỉ là iCat.vanlanguni.edu.vn. Triển lãm này đã mở ra từ ngày 12 tháng 5 rồi và chị thấy là có rất là nhiều bạn học sinh quan tâm. Nhưng mà đúng là để được xem trực tiếp và để xem một cái triển lãm mà thật sự thì là vẫn là mong muốn của không chỉ là của các bạn thí sinh đâu, mà ngay cả chính thầy cô cũng là mong muốn tại điều đó.
bình thường mà các bạn đến văn phòng tuyển sinh bọn em á, mà xem được những quyển tạp chí mỹ thuật trước đây của khoa mình, các bạn xem từng đồ án, từng sản phẩm là các bạn đã thích lắm rồi. Em nghĩ là nếu mà hai quyển này mà ở văn phòng tuyển sinh á, thì chắc là các bạn thuộc khối mỹ thuật đến, chắc là mở ra xem thì các bạn sẽ được tận chắc hưởng. Dạ, nên là thầy khoa đó là cho bọn em xin hai quyển để bọn em để phía dưới để cho các bạn xem nha thầy. Các bạn sẽ đến và các bạn sẽ xem được trực tiếp là không chỉ là về hình ảnh sản phẩm này mà cả cái chất liệu giấy và màu sắc in cũng thực sự là tuyệt vời luôn. Và em cảm ơn thầy Dũng và thầy Tuấn đã tham gia số livestream hôm nay để giải đáp cho các bạn các thông tin về kỳ thi vẽ 2020 của Văn Lang. Và trong tháng 6 thì fanpage trường và website trường sẽ đăng tải các bài hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn về việc là các bạn sẽ lựa chọn phương án nào phù hợp với mình và cách thức đăng ký, thời gian như thế nào, thời gian thi, thời gian phỏng vấn, v.v. Và chúc các bạn là sẽ có được một kỳ thi vẽ thực sự là như ý và các kết quả xét tuyển vào Văn Lang đúng như ngành các bạn mong đợi. Cảm ơn các bạn. Ôm mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba. Văn Lang để mình đến với tôi thì đây là sang trang gửi công sức vào trong mà nhà thật hân hoan. Mỗi ngày đây Văn Lang cùng với niềm vui nên dẫn chàng. Văn Lang, Văn Lang. Tôi còn một cặp phát cho tới Bình Thạnh, đi đâu cũng thấy Văn Lang. Nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng, hết lòng hỗ trợ lẫn nhau. Đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our hope, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba